Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của kênh Bước Chân Này Đó vào trưa ngày hôm nay. Và hôm nay là một cái thông tin rất là đặc biệt là Sương Minh Tệ đã rời khỏi Gia Trang và lên chiếc xe 8 biển 81 đã về Gia Lai. Và trước khi về thì Sương Minh Tệ đã nói những cái lời rất là hay mà hầu như cô chú anh chị nghe được những lời Sương Minh Tệ thì sẽ biết lý do tại sao thầy lại lên xe biển số 81 để rời khỏi Nha Trang. Giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng nghe những lời Sương Minh Tệ đã nói. Vì mục đích gì cả, nhưng mà ngày xưa khi mà ở Huế mà họ đem về Gia Lai là đi khách sạn ở đó là gặp mấy cái người Phật tử, người dân đó, mời tới cái chỗ họ để khách sạn và mình có nhận lời với người ta đấy. Nhưng mà mình chưa đến được, xong rồi khi đó lại người ngồi bộ vào rồi xin xuống Khánh Hòa một cái này nó khi mình chưa đến được họ cái mình còn cái việc mình hứa với người ta chưa đến là về để thực hiện cái lời hứa cho người ta cái đã. Dạ thì xin về cái tâm nguyện là xin về để hoàn thành những cái mình người tu rồi mà mình hứa mà mình không tới được là mình không cái nói dối á, mình không thực hành được á, là mình không tu hành được á, là một con người về đó cái đã. Dạ chứ thì khi mà tôi về thì tôi ở chỗ công ty phát tâm ở phía Bình Tệ có phải gì không sư? Về nói chung là công ty phát tâm xin Bình Tệ hay là cái chỗ nếu mà bình thường mà không có cái gì ngăn cản thì con ở ngoài gì đi. Không có cái chương trình gì á, hay là không có một cái trở ngại gì thì thường ở ngoài nghĩa địa như mà ban đầu như thế thì không liên quan gì tới ai cả, thì con tới con thích thực hay là có một cái khu vườn hay là cái chỗ nào yên tĩnh ấy, để công ty mà có thì con mở, mà không có có chỗ khác cũng được, hay là cái chỗ cốc như cốc chỗ anh Thìm ở thì cũng không được đông quá, nói chung là chỗ nào cũng được để mình đảm bảo cái khách thực ở cái thôn đấy là tốt đẹp rồi. Dạ, mô như Phật. Dạ. Dạ, xin Phật. Dạ, cũng như có cái câu hỏi xin sư Quang Nghị chia sẻ cho chúng con hiểu là tại có nhiều người nói là sư đi tu là để cũng như là chống phá đạo Phật cũng như là chống phá tăng ni chùa chiền, cái ý đó là sao sư, mà sao mà người ta đi đặt cái đó, người ta nói gì? Vâng, người ta nói chống phá nhưng mà mình không phải là đi để mình chống phá, mình sẽ lấy cái giới luật như ai cũng nói là chống lưng ở sau cho mình, là mình có cái bùa chú, cái pháp luật của mình, cái giới luật của mình là cái bùa chú của mình, nghĩa là cái hỗ trợ cho mình, cái đỡ đầu, cái phẩm hạnh cho mình là cái giới luật, cái pháp của Phật là cái niềm tin đấy, là cái đấy là mình thực hành, đó là cái đó là hộ mệnh cho mình đấy, bảo vệ cho mình cái đấy. Dạ, thế còn bây giờ mình khi mà phá Phật pháp á, là mình phạm giới, mình sát sanh, mình trộm cắp, mình lấy láo, mình phạm giới hết, xong rồi mình đi nói mình đi tu như thế là mình phá Phật pháp. Chứ giờ mình đang thực hành giáo pháp cho mình phá Phật pháp đâu. Còn dạ, ai mà làm không đúng lời Phật dạy là những cái người đó mới tự, nhưng mà những cái người đó ai mới nói là như thế nào giáo pháp của Phật thì ở đó ai muốn làm gì làm, chứ cũng không gọi là tu hành được thì tốt cho cái người đó, chứ cũng không bản chất cái người đó cũng không thể nào nói là phá Phật pháp được, họ là cái gì đâu mà nói phá giáo pháp của Phật được. Ai như là Phật, ai như là Phật, mình là tu hành được thì tốt đẹp cho mình gửi giới luật được thì tốt đẹp cho mình, còn giáo pháp của Phật thì ai có làm gì nó cũng nằm nguyên ở đó chứ không ai phá được. Ai như là Phật, ai như là Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin sư cho Phật chứ con biết thì cũng giống như người ta nói giống như là sư là đi tu để cũng như là lôi kéo quần chúng, rồi giống như là để cho YouTube quay lên rồi tôn xưng là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán đồ chân dân, thì cái điều đó là sao sư? Vâng, cái tôn xưng đó là con cũng nói với mọi người là con bây giờ là đang tập học 13 cái hạnh đầu đà theo giáo lý của Phật học. Phật dạy như thế là mình tập, mình học làm theo, mình tu hành để bồi bổ công hạnh công đức ba la mật cho mình, chứ không phải là con cũng không phải là thánh là Phật hay là thành cái gì hết á. Con chỉ có thực hành cái giới hạnh, cái đạo đức, cái chân thật cho mình như thế thôi, chứ cũng không có lôi kéo, cũng không có tổ chức, cũng không có đảng phái, cũng không có tinh tế đấy, nhưng con không có cái lợi nhuận gì cả, chỉ có thực hành cái đời sống ba y bát
sống không có gì hết ấy, thì các thực sinh ăn như thế thôi. Còn người ta yêu mến hay người ta ghét bỏ hay là cái gì, người ta tự nói ở đấy là việc của người ta, nếu mà mình nhìn nhận là như thế. Con đi chỗ nào con cũng chỉ thực hành ước nguyện là thực hành cái đời sống ba y bát khất thực, đúng cái hạnh giáo lý của Phật dạy như thế. Đấy, cái đó là chỗ dựa niềm vững chắc, với lại nương tựa, con nương tựa vào đó, với lại cái đấy là hộ trì hộ pháp, họ chống đỡ cho mình là khi giới luật, khi thánh pháp của Đức Thế Tôn dạy là như thế. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi sư cái câu là người ta thường thắc mắc cái sự tu cũng như cái hạnh tu của sư đó không có giúp ích gì cho ai. Tu giống như là chỉ tu cho riêng mình thôi, thì cái ý nghĩa là sao chú? Cái mà tu riêng cho mình là theo hạnh thanh văn, mới để theo hạnh bút chi Phật là chỉ biết mình giải thoát rồi, đi muốn đi giao duyên tiếp xúc với mọi người nữa là gọi là vì mọi người mình mới tu, còn vì mục đích mình vì thiền định, vì giải thoát của mình biết là mình không nói cho ai nữa, mình không đổ thoát cho ai nữa là tu cho riêng mình. Thế còn là mình vì mọi người, vì lợi ích của chúng sanh, vì đất không phải vì mình mà mình tu nữa, mình phát nguyện thành tích đẳng giác để sau này mình độ, mình biết được, mình nói cái giáo lý này cho mọi người, giúp cho mọi người được giải thoát đến đây an lạc, thì không nói là không phải tu cho riêng mình nữa mà tu cho mọi người. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Dạ, Ai Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi sư, một câu hỏi này rất là nhiều người, người ta nói rằng là sư có liên quan cũng như là trong cái nhóm đạo nhân quả, nhưng mà con cũng chưa hiểu được. Sao ta nói là liên quan đạo nhân quả thì sư có thể chia sẻ cho các Phật tử hiểu luôn. Vâng, cái đạo nhân quả thì đạo Phật thì cũng và là cái nhân quả mà một nhóm kia, thì con không có liên quan gì đến đạo nhân quả hết. Con chỉ có thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 cái hạnh đầu đà, đời sống ba y bát, lấy đến pháp tu thiền định, lấy tất nguyện thành vô thượng đến đẳng giác thôi. Chứ còn cái đạo nhân quả thì không biết họ có tu theo đạo Phật hay nhân quả gì, thì con nói chung con không có liên quan gì với họ cả. Nói chung là nếu mà họ mà thực hành theo giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói chung là cùng tu hành, nhưng mà như con với cái bên đó thì con chưa trao đổi gì với họ như thế nào cả. Ngày xưa thì có gặp ở Hà Tĩnh, nhưng mà rồi họ đi phát tờ rơi cái gì đó thì con cũng không đồng ý, tại kêu nói họ đi chỗ khác. Còn cái đạo nhân quả mà con cũng không có nói cái gì với họ cả, nhưng mà con mong rằng họ là đạo đức hướng cho mọi người giải thoát hay là cái gì thì tốt đẹp thì họ cứ thực hành nhé. Cái đấy cũng không có liên quan gì tới con cả. Con là cái mục tiêu của con là 13 hạnh đầu đà về phát nguyện hạnh vô thượng đẳng giác, tu theo Phật, nói chung là hạnh những cái ba la mật, 10 cái ba la mật của một cái người mà phát nguyện đẳng giác ấy, thì con phải hoàn thiện bồi bổ cho nó thì con nguyện hạnh như thế thôi, chứ còn việc bên đấy là của người ta. Thưa thầy là như thế ạ. Thầy là Phật. Cảm ơn thầy, tôi xin hỏi thêm một câu. Giờ con thì ở bên đạo Phật giáo Mão, thì con cũng thờ Phật và cũng như là niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì con xin sư có hiểu, con có biết về Phật giáo Hảo hay là thế nào, xin sư chia sẻ con vài lời cũng nhớ. Dạ, Phật giáo Hòa Hảo thì con vẫn tôn kính vì cái vị tu hành ở bên đấy. Ngày xưa con đi hành trình vào miền Nam, con cũng gặp một số vị hành trì, nhưng mà cái đời sống tu hành của họ con cũng thấy tốt. Vì khi đó là hình như là con cũng nhớ là hình như của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Dạ. Của Đức Huỳnh Giáo Chủ, bên đạo nào mà đem đến lợi ích, đạo đức, hạnh phúc sống cho mọi người, không có hận thù, tham sân si, sân hận gì hết. Như thế mà đem đến cái an lạc hạnh phúc cho mọi người là con đều tán thán tốt đẹp hết. Gặp họ con cũng tôn kính họ, con cũng học tập với họ Hòa Hảo hay Cao Đài, nói chung là chỗ nào cũng thế. Giống như mà đạo Phật mà học theo đường lối mà lại tham lừa đảo người ta hay nói thế kia thì con cũng không tôn kính. Dạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin tư cho con biết thêm như là những người cư trì tại gia và phát nguyện tu giải thoát cũng như thành tựu đạo quả thì có được không tư? Dạ, họ vẫn thành tựu được ở cái mức độ gọi là đạo quả, giống như quả Dự Lưu hay quả Nhất Lai hay quả Bất Lai hay quả A-la-hán, tùy từng mức. Tại vì khi mà Phật Thích Ca nhập diệt rồi á, là ai mà gặp được mình đủ ba la mật hạnh nguyện đời trước khi gặp Phật được á, thì Phật tế độ thành A-la-hán giải thoát. Nhưng mà khi giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại hay là vẫn còn được lưu giữ từ đời này qua đời khác, là một thì ai đó đến bây giờ mà đủ được hạnh nguyện ba la mật tích lũy từ nhiều đời trước đến giờ mà gặp chính pháp, họ tu họ vẫn thành được A-la-hán, tất cả các quả mình để giải thoát theo nguyện hạnh của họ, chứ không phải là không có. Nên là tại gia chúng thành tựu ở mức độ là quả Dự Lưu, quả Nhất Lai thì họ trở lại bảy đời nữa, hay là theo từng quả vị đó họ cũng giải thoát,
không có đọa vào đường ác ấy, chứ không phải là cư sĩ là không giải thoát được. Cư sĩ vẫn giải thoát được, chứ không phải là cứ phải tu sĩ. Có nhiều tu sĩ nhưng mà họ phạm giới phá giới thì cũng không giải thoát được. Còn có nhiều cư sĩ nhưng mà họ tuy là đời sống cư sĩ nhưng mà họ tinh tấn tu hành, họ đời sống dục lạc của họ tuy là họ sống ở nhà như thế nhưng mà tâm của họ đã thoát ly tham ái, thì họ gặp được chánh pháp thì họ cũng nhập thiền định, họ cũng vào được các cái quả vị đủ công đức phước báo, họ thành tựu để giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con xin tỉnh những cái lời pháp thoại của sư để chia sẻ cho cũng như là Phật tử và cộng đồng những người yêu quý về Phật pháp, để cho lan tỏa tình yêu thương và giác ngộ, buông bỏ được tham sân si cũng như là nhân ngã. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mình là một người cư sĩ tại gia hay tu sĩ, nhưng mà mình đủ đức tin, mình đủ cái lòng tin, cái niềm tin về mình cứ có tinh tấn, mình có chánh niệm, mình có tuệ là mình đều đem những con đường giải thoát hết, chứ không phải là có tu hành theo Phật là có kết quả, chứ không phải là không có kết quả. Dù cư sĩ tại gia hay tu sĩ hay cỡ nào, nhưng mà mình thực hành đúng cái bát chánh đạo ở đâu thì có a la hán ở đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, có một câu hỏi thế này, thì có nhiều vị người ta cho rằng cái hạnh đầu đà này là của ngài là Đại Bà Đạt Đa, Đại Sức Ga, chứ không phải là nằm trong cái chánh pháp cũng như là trong cái giáo lý của Đức Phật, thì chúng tôi chia sẻ cái câu đó để cho Phật tử hiểu chúng ạ. Hay quá, hay. Vâng, cái hành như Đại Bà Đạt Đa thì làm đệ tử Phật sau này nghe Phật giảng này, khi đó mới nói chứ làm sao mà Đại Bà Đạt Đa thành đạo trước thì nói được. Cái hành đầu đà này là trước ngày xưa tu hành như hạnh phân tạo y hay là một số gọi là khổ hạnh hay là cái gì, những cái hạnh này là thành tựu có cái lâu xa rồi, những cái đời trước kia họ cũng đã hành gì rồi, nhưng mà đa số là khổ hạnh sau khi đến đó. Trong khi giáo lý của Đức Phật thì ghi rõ là thấy thực hành 13 hạnh đầu đà như thế, thì trong kinh điển như thế thì con cũng thực hành theo nhé. Nhưng mà ai mà thực hành được 13 cái hạnh đầu đà này là con thấy đều tốt đẹp. Đức Phật mà nói ra mà mình tu hành 13 hạnh đầu đà được mà đem đến giải thoát và đem đến ly tham, từ bỏ sân hận si mê cho mình giải thoát được thì điều tốt. Kể cả Đề Bà Đạt Đa mà nói ra mà mình hành trì theo mà đem đến giải thoát cũng điều tốt đẹp, chứ hay là một vị Phật khác hay là một cái vị gì đó, nhưng mà cơ bản là ai có tình tự làm được hay không mới là tốt đẹp. Chứ còn nói thì những cái chẳng hạn như không tham không si thì ai cũng nói được, nhưng mà khi làm á thì nó mới là thành tựu. Cái mà thực hành cái đời sống mà thấy rõ rệt, không có tham không có về mục đích gì danh lợi, nó là tốt ráo giải thoát. Nhưng mà con khẳng định nhé, là ở trong kinh sách hay là cái gì á, là nói là những cái lời 13 hạnh đầu đà này là đều do Phật thuyết ra cả, chứ con chưa nghe đọc ở trong kinh sách nào mà Đề Bà Đạt Đa thuyết cả. Dạ, yeah, cái đó thì đó, dạ. Còn cái mà khả nghi, ai ngày xưa cũng thấy ai mà nói khả nghi về 13 hạnh đầu đà thì hãy nói người đó hãy tự kiểm nghiệm, tự mình thực hành, tự mình tu rồi biết. Chứ mình cũng không nói là đây là Phật thuyết hay là không phải Phật thuyết. Khi mà đó, Đức Phật cũng nói là chớ có hội tin ở nơi thần thánh chưa hình hay là bậc đạo sư hay là kinh sách, kinh điển hay là cái gì hết ấy. Nhưng mà mình nghe qua kinh điển, nhưng mà mình thực hành thấy nó đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc, đem lại chánh niệm, đem lại thiền định, đem lại giải thoát và trí tuệ như thế, thì đó là mới chánh đậm Như Lai nói. Còn mà cũng là nói Như Lai nhưng mà nói hay như thế, nhưng mà khi thực hành mà đem lại ác pháp, sân hận, tham sân si thì cũng không phải là lời dạy của Như Lai. Khi mà mình bây giờ thì mình không xác quyết nói là đây là đời Phật dạy hay là không phải đời Phật dạy, nhưng mà mình tự nói nghe lời dạy đó rồi bắt đầu mình đem thực hành và thấy nó an lạc, đúng hiệu quả thì mình mới tin, còn đem lại mà không ấy thì mình bỏ ra, không tin nữa. Nhưng mình không dám chắc là đây là phải hay không phải, tại vì mình nói rồi đâm ra cãi cọ lẫn nhau rồi, đây như cái này đây là tin hay không phải là tin, rồi đem đến lý luận vậy bạn, mình chỉ có thực hành để kinh nghiệm, nên nếu mà không an lạc thì mình loại bỏ, mà an lạc thì mình nên duy trì hành trì tiếp. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Xin xin cho con có một câu chuyện gần đây, thì cô nói là sẽ công bố cái tu của sư là đúng chỗ nào sai chỗ nào, rồi có nhiều người ta cũng rất là quan tâm, rất có nhiều người họ cũng sân si, rồi có nhiều người thấy thế nọ thế kia, thì con cũng muốn hỏi sư cái việc đó, cái nhân duyên gì, và xin sư có vài lời để khuyên mọi người hiểu về cái Phật pháp ấy. Vâng, Nam mô A Di Đà Phật. Cái việc mà tu của con á, thì mọi người á, là ai nói đúng cũng được, sai cũng được, con không có, tại vì tu được á, là tốt đẹp cho con. Nếu mà có hữu duyên được con thì chia sẻ nó với mọi người, còn không á, tại vì con bây giờ tu hành thì con có danh lợi, còn không vì danh lợi hay là để hơn thua, hay là tôi là đúng, ông là tu là sai, con không cần biết là đây là đại minh nói với các sư khác là tôi đúng tôi sai gì hết, chỉ có mình đặt niềm tin vào như thế, còn đức là có phải lời này dạy
của Phật đạo sư dạy hay không, rồi mình đi kiểm nghiệm lại. Con đi tu hành như thế này cũng không có lôi kéo, cũng không có đề tử, cũng không có xua đuổi ai ra ai rồi. Thì con chia sẻ nó với họ như thế. Còn mà nghe nói những cái chuyện mà công ty hay là đọc mà chỗ anh Tuấn phát tâm và có cái công ty xuyên định tuệ gì đấy là cái đó mà làm không vì danh vì lợi hay vì du lịch hay là cái gì thì giúp đỡ cho con những người tu tới thì con ở thanh tịnh, thì tới còn bất tịnh hay là liên quan đến danh lợi tổ chức đảng phái hay tổ chức thì con không có đồng ý, không được hoan nghênh, họ có làm ra được gì của họ cho con cũng né tránh. Đến những chỗ thanh tịnh thì con mới tu hành thôi, tại vì hạnh đầu đà của con là con không còn cái gì ba y bát, còn cái việc nói đúng hay sai hay là họ nói pháp này đúng hay là pháp kia đúng thì tùy họ. Đấy, để họ là nếu mà đúng thì họ tự tu cho họ, chứ con á tu theo hạnh đầu đà có đúng sai gì con cũng được phước á thì con cũng hưởng, hay là được nghiệp á thì con cũng lãnh, và con cũng không có mong họ tốt đẹp với mình cả. Họ đến với con tốt đẹp con cũng bình thường, mà họ đến với con ghét bỏ hay là cái con cũng bình thường. Nói chung đối với con là tất cả mọi cái đều bình đẳng, ai cũng giống như ai cả. Không có thấy người này tốt với mình rồi mình lại đi hoan hỉ, hay là thấy những cái người kia ghét bỏ mình rồi mình lại thân thật với họ, cái đó con phải xả bỏ. Còn họ muốn làm cái gì thì việc của họ, còn riêng liên quan đến tranh luận tổ chức đảng phái hay là cái gì là con không liên quan đến những cái đấy. Con chỉ liên quan đến giới hạnh đạo đức tu hành, thực hành hạnh nghi, đời sống tu tập yếm ly giới luật, tu hành đúng với đời sống phạm hạnh cao thượng, thì con tám tháng hoan nghênh con sống với họ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có một câu chuyện này mà tất cả Phật tử và trên cộng đồng mạng họ rất là quan tâm. Mỗi lần người xuất hiện thì có một cái y áo, một cái màu vải nó khác lạ, mà đặc biệt mỗi lần xuyên phát lên cái miếng vải màu đen thì nó có câu chuyện xảy ra. Sau đó thì sư có quan điểm chia sẻ vài lời để cho chúng con hiểu biết được cái câu chuyện đó như thế nào không sư? Vâng, cái áo của con ấy thì con tu hành gọi là hạnh phấn đạo y, nhặt bằng những cái vải vụn, họ vứt áo quần ở ngoài rồi lấy vải về mình may lại. Nhặt được màu trắng thì mình may màu trắng, nhặt được màu đen thì mình may màu đen. Nói chung là nhặt được cái vải màu gì á mà còn chắc chắn còn xấu đó là mình sử dụng màu đấy, chứ không phải là mình dùng màu đen cả, hay là mình chọn lựa. Không phải gặp được cái gì là mình ưu tiên mình may trước, mình mặc cái màu như thế, là bất kỳ vải gì mà họ không bỏ, họ quan là mình đều sử dụng, mà mình có thể tận dụng may được. Có nhiều loại vải á, như vải thun hay là vải kia thì mình may không được là mình không lấy. Cái màu thì màu nào cũng được, mình không phải chọn màu. Còn cái hạnh là như thế, tại vì gặp cái gì là mình đụng cái gì là mình mặc cái đấy à. Còn cái màu mà con ngày xưa con nghĩ rồi giờ mặc những cái áo này á, là đâm ra là nó nổi bật đi ở ngoài á, họ nói nhiều khi con cũng nói là mắc chấp gì vào cái áo này mà mình mặc. Giống như mà con voi á, là nó mặc đi thì nó có cái ngà là nó quý giá, cái nó chết, nó bị người ta xăm, người ta giết lấy ngà. Giờ con cũng vì mặc cái áo này mà người ta hại, người ta gây khó khăn để thôi mình bỏ ấy, mình đừng có mặc nữa. Nhưng mà con mình nói là một cái gì mà mình niềm tin, mình mặc, mình chẳng hạn như mình phát nguyện, mình thành theo 13 hạnh đầu đà để cả có chết rồi mình cũng chết trong pháp, mình không có sợ thể gì cả, mình không lo âu chết, mình cũng hoan hỷ, mình xứng đáng. Như con voi nó chết thì cái ngà nó cũng vui vẻ, chứ nó cũng không bị bỏ cái ngà nó đi để nó được sống. Tại vì mình chết trong chánh pháp, để cả giờ mình mặc cái áo này, giờ họ nói là giờ ông mặc áo này ở trên này giờ hại với chúng tôi hay là này cái gì, ông đi chết con cũng vui vẻ, chứ cũng không phải là vì mặc đó rồi mình thấy nó nguy hiểm cho mình rồi mình sợ mình bỏ, mình mặc cái khác để cho được an toàn cho mình. Thế đấy, con cũng lượng để con cũng đấy. Nhưng mà một khi mà mình đã chấp nhận theo con đường phạm hạnh vô thượng đến đậm chắc đời sống phạm hạnh của Phật thì không có một cái điều gì đối tiếp ra, có bỏ mạng con cũng cúng dàn đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, người phương chư Phật vui vẻ. Thì đi theo không có cái gì điều gì đối tiếp, dù áo kiểu gì họ cũng nói kiểu gì con cũng vui vẻ cái phạm hạnh của mình như thế, niềm tin ở Đức Như Lai mình làm, chứ không có một cái điều gì đối tiếp ra, không sợ hãi, không lo âu gì hết. Mặc áo mà họ nói có chết thì đi áo hay là chấp phủ hay cái gì thì con cũng hoan hỉ với cái cuộc sống như thế, cái phạm hạnh như thế, đời sống như thế, không nói chết kiểu gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thêm nữa thì con xin hỏi một câu thế này. Sự việc của sư tu hành đầu đà giống như là đi tu hành 30 dục ác, nhưng mà sao có nhiều người họ tùy tị chống đối, là bôi nhọ chê bai đủ thứ, là cái duyên gì sư? Cái đấy là khi mà ma vương, khi ma
ở trên đấy, nhiều khi mà mình đi như thế này để có nhiều người yêu mến mình, đi theo mình, rồi khi mà họ không muốn tìm người của họ đi thoát hết, rồi cái năng lực của mình chuyên thành cái chẳng đến chắc, rồi ra là mình vẫn bị họ truy cứu, họ làm như thế này do khi mà đấy họ thật đố, họ đố chị giống như ở trong làng mà như thầy mà giỏi hơn ai đó, nghĩa là họ lại đánh ghét đó mà. Dạ không phải. À, dạ, ở đây là có hàng phim ma, nhưng mà đến khi một cái thời gian lâu ấy là mình đủ ba la mật, mình tu hành viên mãn đầy công đức rồi thì nó cũng không phá được nữa. Dạ, Nam Mô Như Phật, chỉ là quá quý báu. Nam Mô Như Phật. Làm cho con đại quan thỉ, cho nên chúng con sẽ lan tỏ tình yêu thương và bảo vệ cái quán. Dạ. Dạ, Nam Mô Như Phật, cái hàng phim ma đó giống như thời Đức Thế Tôn, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ma ba thuần đấy. Yeah. Vâng, họ tới họ ngăn cản, họ không muốn, nói chung là họ không muốn những cái người giải thoát, họ chỉ mong để cho họ chi phối để cúng dàn hầu hạ họ thôi, chứ không muốn mình giải thoát khỏi tay họ, họ nên là họ tìm mọi cách họ ngăn cản ấy. Dạ, một vị Phật lập ra ý kiến. Dạ. Dạ, năm là nói bữa trưa thì chúng con đều cho là khuôn vàng thuốc ngọc là chánh pháp, thì nguyện lan tỏa cái Phật pháp để cho mọi người hiểu đúng và buông bỏ ra cái sự tích kỷ cũng như là cái sự ganh tị, sân si. Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà cái đạo hạnh của mình hành cái hạnh chân thật thì họ không ngăn cản như thế, nhưng mà họ cũng không làm gì được mình đến với đạo giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Dạ. Vâng, họ làm gì làm cho thêm khổ, nhưng mà rồi mình cũng chiến thắng, mình cũng thành công, nhưng không sao hết á. Dạ, Nam Mô Phật. Gì chúng con thì đó là mọi người đều quan nghĩ hiểu đúng về Phật pháp, chúng con quán có nghĩ luôn. Con cũng và dạ. Chúc cho sư được tán thành đạo quả và cũng như chi ăn và đảnh lễ sư. Nam mô Phật. Dạ, Nam mô Di Đà Phật.